Giá rẻ ở đây là nó sẽ đi kèm với chất lượng nó kém, và như vậy rằng là nếu chúng ta kinh doanh sản phẩm này thì không nên anh chị nhé, vì nó không giải quyết được vấn đề cho khách hàng, không chữa được bệnh cho khách hàng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại kênh YouTube của Dược phẩm Juni. Và ngày hôm nay Nam sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó chính là kinh doanh thuốc tây có ham giá rẻ hay không. Bởi vì rất nhiều người đã sử dụng cái những loại dạng thuốc giá rẻ, hay rất là nhiều đơn vị kinh doanh đã sử dụng những thuốc giá rẻ, nhưng thực hư ra làm sao và cách họ sử dụng như thế nào, hay chúng ta kinh doanh thuốc rẻ như thế nào, hay chúng ta có kinh doanh nó hay không, thì chúng ta cùng theo dõi hết video này. Nam sẽ bật mí cho các bạn hết những cái vấn đề mà những người kia ở ngoài kia họ đang làm cho các bạn nhé. Điều đầu tiên mà các bạn đã và đang làm, đó chính là chúng ta đã cạnh tranh về giá, dẫn đến là chúng ta có thể là nhập thuốc giá rẻ về để chúng ta có thể bán rẻ hơn những cái đối thủ của mình, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng đến với cửa hàng của mình. Và cái điều này rất nhiều anh chị em đã sử dụng nó, và thậm chí còn rất là nhiều người đang sử dụng cái chiến lược này. Điều thứ hai đó chính là chúng ta cùng nhập cái thuốc đó giống như những cái nhà thuốc khác, nhưng tuy nhiên chúng ta bán phá giá và bán rẻ hơn. Và điều này cũng rất nhiều người mà người ta kinh doanh hệ thống lớn, hay rất nhiều ông lớn đang làm kinh doanh trong cái ngành này cũng làm điều tương tự như thế này. Họ bán cái giá thấp đi rất là nhiều, bởi vì cái luật cạnh tranh của chúng ta ở Việt Nam chúng ta vẫn còn đang lưới lỏng, chưa thắt chặt. Thứ hai nữa là cái quy định của các nhà sản xuất hay là cái hãng thuốc đó đưa ra nó chưa được chặt chẽ, dẫn đến cái việc bán phá giá nó xảy ra. Vấn đề thứ hai nữa chắc hẳn là các anh chị nhìn rõ nhất, đó chính là những ông lớn hiện nay, ví dụ như Long Châu, Phạc Ma hay An Khang, họ có những cái sản phẩm bán giá rẻ. Thậm chí có nhiều người anh chị kêu rằng là cái giá mà họ bán ra gần bằng cái giá mà anh chị nhập vào, thì làm sao mà cạnh tranh được với họ, đúng không ạ? Bởi vì các anh chị thấy rằng là họ nhập, thứ nhất là họ nhập số lượng rất là lớn, họ được cái chiết khấu cao này. Thứ hai, các anh chị không biết rằng là họ sử dụng những cái sản phẩm đó để họ làm những cái sản phẩm đầu phễu, như Nam đã chia sẻ ở trong một vài video trước, đó chính là họ đã tạo ra được những cái sản phẩm đầu phễu, họ đưa cái giá rẻ hơn để nhằm thu hút khách hàng nhìn thấy rằng là bên đấy họ bán thuốc giá rẻ hơn ở các bên đó, là khách hàng chẳng biết được là phễu kia làm sao, họ không phân tích được, dẫn đến là họ nhảy vào trong cái cửa hàng đó, hay là nhảy vào cái hệ thống đó để mua những cái sản phẩm giá rẻ đó đó, và họ tạo ra cái sản phẩm đầu phễu, và bên trong họ lại còn có các sản phẩm nó ở trong phễu và đáy phễu, thì nó sẽ có các sản phẩm nó cao dần lên. Thì đó là cách họ thiết kế ra những cái phễu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh mà chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là bên đấy nó bán những sản phẩm giá rẻ, dẫn đến là chúng ta nghĩ rằng là họ bán phá giá là một, nghĩ rằng là họ kinh doanh những hàng giá rẻ, nghĩ rằng là những cái sản hàng đó chất lượng không tốt đó. Vấn đề thứ ba nữa, có thể là một số anh chị em ở trong ngành, đó chính là chúng ta kinh doanh những cái hàng gần hết đát, hay thậm chí là những hàng hết đát chúng ta tẩy xóa đi, và thậm chí là những cái hàng mà không có hóa đơn chứng từ, dẫn đến cái số lượng nhập vào. Do vậy cái việc mà chúng ta nhập vào cái giá thành rất rẻ và chúng ta bán ra ngoài cái thị trường giá rẻ thôi để chúng ta thu lợi nhuận, và cũng như là chúng ta thu hút được khách hàng. Và khách hàng người ta khi mà người ta mua hàng thì đa phần người ta ra hiệu thuốc, người ta cũng không thể kiểm tra được hóa đơn chứng từ của anh chị, người ta cũng không có thẩm quyền, người ta chỉ có ra cửa hàng của chúng ta mua hàng thôi. Có bệnh thì vái tứ phương, đúng không anh chị? Người ta có bệnh người ta đến ra cửa hàng của anh chị, nhưng nếu mà anh chị bán loại thuốc tốt thì họ giúp được họ, nhưng nếu mà chúng ta không có đạo đức nghề nghiệp, chúng ta mua những cái loại thuốc đó về chúng ta kinh doanh thì chúng ta bán được cái lợi nhuận cao, nhưng tuy nhiên chúng ta không giúp gì được cho những người bệnh của chúng ta. Do vậy Nam ở đây Nam khuyên là chúng ta kinh doanh thì chúng ta tuân thủ đạo đức và pháp luật. Chúng ta đã học lương y như tử mẫu rồi, chúng ta đã được học về những cái đạo đức của con người rồi, thì anh chị làm sao chúng ta kinh doanh cho nó đàng hoàng tử tế. Và khi mà chúng ta kinh doanh đàng hoàng tử tế như vậy thì chúng ta cũng không sợ về vấn đề về pháp luật, không sợ về vấn đề về các cơ quan ban ngành kiểm tra. Vấn đề thứ tư nữa là vấn đề là chúng ta có nên kinh doanh các mặt hàng thuốc giá rẻ hay không, thì chúng ta cũng cần phải chú ý này. Các anh chị cần phải sắp xếp được cái hệ thống sản phẩm của mình có những mặt hàng giá rẻ này, có mặt hàng trung bình này, có mặt hàng giá cao và mặt hàng cực kỳ cao cấp, để cho chúng ta dễ dàng bán cho những người dân của chúng ta tiếp cận từ những sản phẩm nhỏ nhất, rẻ tiền nhất. Còn đối với những cái mặt hàng thuốc mà giá rẻ, kém chất lượng thì chúng ta không nên kinh doanh anh chị nhé. Còn cái mặt hàng mà phổ thông ấy, chúng ta có được quyền bán thấp giá hơn một chút nếu như các công ty dược cho phép. Ví dụ như những cái công ty dược mà Nam được chơi, hay những công ty dược hay là những sản phẩm của bên Nam ấy, thì
Nam không cho các đơn vị bán phá giá, bởi vì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chung. Còn đối với các công ty khác thì Nam không biết. Nhưng anh chị, khi mà chúng ta kinh doanh ấy, như khi anh chị kinh doanh ấy, chúng ta đừng lên bán phá giá bất kỳ cái sản phẩm nào, mà chúng ta hãy nhập các sản phẩm có từng mức giá khác nhau để chúng ta về chúng ta làm cái thang giá là một, cái phễu sản phẩm là hai. Còn với những cái sản phẩm giá rẻ ở đây là nó sẽ đi kèm với chất lượng nó kém, và như vậy rằng là nếu chúng ta kinh doanh sản phẩm này thì không nên anh chị nhé, vì nó không giải quyết được vấn đề cho khách hàng, không chữa được bệnh cho khách hàng, không chữa được bệnh cho những người thân của anh chị, thậm chí cũng phải lấy cái sản phẩm đó để về uống, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta kinh doanh cái sản phẩm đó thì chúng ta không nên. Còn để có những cái sản phẩm khác để tạo ra phễu thì chúng ta có rất nhiều mà. Các sản phẩm thực phẩm chức năng này, các loại siro này, rồi những cái loại mặt hàng vật tư y tế, hay những cái vật những cái sản phẩm sử dụng hàng ngày như nước súc miệng, kem đánh răng, rồi rất nhiều thứ khác để cho chúng ta có thể là tạo ra được cái sản phẩm đầu phễu để thu hút được khách hàng tiềm năng về với mình. Vấn đề thứ hai ở trong đây Nam muốn chia sẻ đó chính là khi anh chị kinh doanh những cái mặt hàng chất lượng, giá thành hơi cao một chút, chúng ta rất là tự tin anh chị ạ. Khi chúng ta bán những cái sản phẩm có chất lượng cao là một, cái dịch vụ chất lượng cao là hai, thì chúng ta rất là tự tin. Đấy, chúng ta cũng rất dễ dàng tự tin và tư vấn cho khách hàng. Cái điều mấu chốt là cái sản phẩm đó nó lại giải quyết được cái vấn đề cho khách hàng, nó chữa được bệnh cho khách hàng, điều trị được những bệnh mà khách hàng đang gặp phải, do đó là họ sẽ có cơ hội được chữa lành bệnh. Và khi họ lành bệnh thì họ sẽ quý mến anh chị, quý mến cái cửa hàng của anh chị hơn và sẽ quay trở lại mua hàng của anh chị nhiều hơn. Do vậy chúng ta hãy lên kinh doanh những cái sản phẩm có chất lượng tốt, mặt hàng có chất lượng tốt, hay cái dịch vụ của anh chị có chất lượng tốt, thì khách hàng sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn đối với cửa hàng của anh chị, mặc dù giá nó có thể hơi cao. Nhưng anh chị thấy rằng là với những người bệnh, người ta thực sự là bị bệnh, và đặc biệt là những cái bệnh nan y khó chữa lâu ngày, thì cái vấn đề rằng là giá cả của thuốc người ta còn không quan tâm nữa, họ chỉ làm sao mong muốn là uống cái thuốc đó khỏe bệnh thôi, và giải quyết được cái vấn đề của sức khỏe của họ để họ có một cuộc sống bình thường thôi. Chứ còn giá cao hơn một chút mà khỏi được bệnh thì cũng rất nhiều người mong muốn được mua nó, được sử dụng nó. Do vậy chúng ta hãy thay đổi cái cách kinh doanh của mình đi, đừng tham giá rẻ, đừng chạy theo thị trường giá rẻ. Chúng ta hãy tạo ra sự khác biệt của mình, tạo ra một cái USP của cửa hàng của mình để cái công việc kinh doanh của chúng ta tạo ra khác biệt và đi đến thành công. Và chốt lại cho câu hỏi ban đầu đó chính là kinh doanh thuốc Tây có nên bán giá rẻ không? Nam khuyên các anh chị là chúng ta không nên ham các sản phẩm giá rẻ, vì giá rẻ chất lượng kém, vì giá rẻ mà chúng ta tạo ra một cái thị trường cạnh tranh không lành mạnh, vì giá rẻ mà chúng ta mất đi khách hàng của mình. Do vậy hãy tạo ra những sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, tạo ra sự khác biệt với thị trường bên ngoài, đi một con đường riêng, chắc chắn anh chị sẽ thành công. Và video của Nam đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nhớ đăng ký và ấn subscribe kênh để nhận được các video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào.